những ngôi nhà quanh cận đây là đều đã được sơn đen giống như nhà máy cả rồi. Hà Nội muôn năm, Hà Nội muôn năm. Không có thể, tôi làm theo nhiệm vụ. Với ai cơ? Để những người đi chiến đấu. Con về mấy ngày rồi con đi về luôn đấy mợ ạ. Mọi người ơi, tàu chạy rồi này, tàu chạy rồi này. Mà nước nương thời chiến thế này mà chị lại mặc áo dài trắng ấy thì có mà để thành mục tiêu của máy bay à? Chết phổ biến, đại địch là tuyệt đối không được nghe. Đó. Này 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 này, anh cả anh đứng lại nghe tôi phổ biến đã. Chẳng lẽ trên đời này không có thứ tình cảm nào khác tình yêu sao? Thì em có làm gì để anh phải bận rộn như thế đâu? Em ngốc lắm Thúy Hà. Phải rồi, anh Phước là người có nghịch lực. Ơ kìa, sao anh cứ nhìn tôi mãi thế? Mặt tôi có bẩn không? Nào, người đi xa, em hãy nhận hoa đó. Anh đứng lên đi, làm gì? Em thấy cô ấy cũng rất là yêu anh. Nhầm, nhầm là thế mà chưa thấy mình đủ cao thượng hay sao? Anh nói cái gì? Ngày chiến thắng, nhất định thằng Hải nó sẽ về với mợ. Mợ mang cho thằng Viên Thanh cái khăn đây. Nghe nói con huấn luyện ở Yên Tử, trên đó lạnh lắm. Khổ cho đứa con. Mợ xin lỗi.